ស្វាគមន៍មកកាន់ IT School Online ម្ដងទៀតចំពោះវីដេអូនេះគឺដូចបានសន្យានៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺយើងមកតមេរៀនតកតងនឹងការ Call Web API នៅលើ C# វាមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹង Ajax Ajax វាមាន format ជា JSON ហើយស្រេចឥឡូវនេះគឺយើងយក JSON បោះចូលជាមួយ Object តើយើង get នៅលើ C# ម្ដងនិយាយថា get នៅលើcontroller ម្ដងបែបលក្ខណៈយើង get ពី object បោះមកវិញ convert ទៅជា object វិញអញ្ចឹងនៅលើ controller គាត់អាចរៀបជា JSON បានទេគាត់ត្រូវតែទៀមទា convert ទៅជា object ដើម្បីមកបានជា object list មួយដើម្បីគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការអីផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តមកគាត់បញ្ជូនទៅអាចារ្យអីទៀតក៏បានដែរដើម្បីការពារ secure មានថាមិនឲ្យគេដឹង link URL web API យើងអូខេឥឡូវទៅអរគ្នាអូខេខ្ញុំបានបង្កើត web application មួយគឺ MVC មួយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន web API នៅវីដេអូមុនដែលបានបង្កើតហើយណាបើអ្នកណាអត់ទាន់បានមើលទេទៅមើលក្រោយឬខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមចូលទៅមើលទៅមេរៀនទី1មេរៀនទី2អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅលើ web application ដល់អូខេយើងចូលទៅក្នុង module យើងបង្កើត class មួយសម្រាប់ធ្វើការ read dataចេញពី web API អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត class មួយclass API ចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត class មួយអង class API អ្វីយើងទៀមទាគឺ client ហើយនឹង convert object ទៅជា JSON ដើម្បីឲ្យ controller យើងអាចធ្វើការបានមានថាយើងបោះពីនំមក object ប៉ុន្តែ web API យើងបញ្ជូនមកវាបាន convert ទៅជា JSON បន្ទាប់មកយើង get វាជា JSON link បន្ទាប់មកយើង convert វាទៅជា object វិញមានថា class ទាំងសងខាងត្រូវតែដូចគ្នាដើម្បីទទួលស្គាល់គ្នាបានអូខេឥឡូវនេះដើម្បី implement យើងប្រើប្រាស់using ឥឡូវ using មុនហើយក៏បានណា system dot web dot http no dot net dot http okay ទៀតគឺយើងសាក using dot json system not header okay យើងទៀមទាថាប្រមាណនឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ធ្វើការ convert ទៅ JSON object ពី HTTP request នេះថាយើងប្រើ REST នេះ HTTP header នេះអូខេឥឡូវយើង implement នេះយើងដាក់ start វាស្រួលតែយើងខាងយើងគេប្រើអស់គ្នាបាទ class static អូខេយើង public static http recommend ឲ្យអញ្ចឹងអូខេសេខុស http respond message ចាំសិនណា respondអូយើងអត់ public ទេ private មក private static មានថា http response message គឺយើង get response link url តតាចេញពី http response message មកដើម្បី convert វាទៅជា object type របស់យើងដែលចង់បាន
Okay, this student started string. URL mới. Thế này dương bậc ca URL lưu chìa SAS là HTTP local ấy port mà này mà dương gọi đã bị hỏi đồng bởi dương đọc bởi dương hào link dương hào tại bị chạy cái tên là lời đặt đầy nhóm bàn bổng riêng thật bị route perfect and route nó cứ dương đã tập bằng chỗ tớ mới thế dương ai kẹt ọc chế nhưng mà bộ dương miền bạc dư ở dương cũng nọc chế rùa mùi. Ok private static mọi đã static thế này đã ở hai error message from sg. Ok tốt nó public public ok chưa para public bộ ấy dùng tàu cá viên nó para para nó khang khai ẩn mới tiền là khang crowd chứ ngại vô viên tôi para para crowd bán cho para public public static http HTTP status code. Ok, HTTP status code nâng dương bảo prác nông côm nó nâng tha bây giờ code send tàu nâng send bàn mê ra chụp cháy chú ơ dương nâng cứ vì ọt lọ tế cứ dư khó dư ơ xem xem nâng cứ dương đã mất đồng bây dương tam nàng sạch thờ đồng bây dương convert rưu vật chung mà toàn mê ra dương đã post link bụt tàu dương process tàu bởi đăng thả ok bởi link dân kẹt anh chụp chơi dân đã link trao hóa với kẹt tình này mà ok sạch thơ đọc ok ok sạch thơ cô cho ngài nó ok get and set set thế get return return dân đã respond dot status code. Ok nghĩa là nè là ta dương nè respond chụp chơi on bỏ chụp chơi tế cứ bị error ấy. Ok tiếp public static ok dương bật cả property rồi bỏ error message mới xong. Ok string error from sg get return the chương of the cast set of that get only ban ok get p error message ok mình mà cạo chạy ở mình pro thì mình private right ball chẳng khá. Ok, bắt đầu mở kiến trâu bắt cả public static client HTTP client. Ok ok nhưng mà các property vô món get เมื่อทางนี้ยังบอกการโปรทีมด HTTP client เมื่อทางยังบอกการ client นั้นสำหรับแพ็กเกจแล้วโอเคเรื่องมันมือคือ HTTP client ยังบอกการ object โปรทีมคนไหนโอเคclient dot base address นี่หลายแบบ address นี่ยังประกันเลยแบบ address URL ผมก็จะยังมาแบบ address เลยเก๋
chẳng dương base address thân lỡ base URL dưới nè. Ok mình hai dương base URL mình hai dương đã hỏi chăm dương ní đôi chì mua IP server và dương slash port và năng máu dương bè và năng sánh tổ máu bằng dương to string cho mùi những pass URL dương châu tiện mà. Ok chăm dương bây giờ to tiện lại nè. Ok client.timeout nè dương cầm nọt timeout và tao pk request màu nâng tư dương ai timeout dương bà mà số tư bia số bàm bón bàm bón sẽ khả năng bàm tì đó rồi cảm chất tay tạch bạch mày tì tạch bạch client default header dot accept dot clear ok dương clear default cháo tổ mẫu dương dot default dot add chăng tạo accept muốn dot add dương add thăm ấy chờ ok dương add ở quay là dương chạm máy cứ format dưỡng cứ dùng đây dễ cứ dùng add format chế sản cho mình đi thoại lúc thì tờ vào vô ok tờ ok pass application slash chế sản đôi một con ông ạ chạy dương mà đặt data thai chế sản ạ chứ cái data thai application slash json chẳng này ok application slash json đó ok ok và tội móc cứ dương return client tôi tạo client thông ok cứ dùng một cái property mới ní cứ dương add pra dụng việc bàn mùi này mùi cầm rắn mùi ok và tôi mong dùng một cái function read mùi function read dùng một cái chữ object ok ok dùng một cái function mùi để ai dự bàn object cho ra ok public static t ok function object t để read ăn chấm read t tụi móc dương bảo vùng cái chó dương đã string request url ok ok dương màn phần đi hãy chấm try chúng ta try khách mỗi copy data exception ok dương copy và mọi error message ex dot admin kia thế error message my ex dot message ok tụi nó cứ dương trâu ca return này vừa dương lúc bị lớn nó dương đã return thì vừa dương họ return tế error tụi mọi rồi thì return thì object change đến hai ok complete convert không convert dot change type assign value nào là view mà rồi dùng đã type of mean ok type of the t ok ok phần năng mất tôi dùng đọc ra error mà lâu đã return nó không nên biết lên khơi có home là lại read này ok
โอเคยังเอา respond ยัง dot access my client home dot get get mail ยัง pass parameter ยัง request no ยัง pass parameter request request url dot result okay chừng cái tin đấy bỏ ơi respond make an error okay đặt đặt chị tí bà sân chia respond dot status code ดอทมีไทยสันตรัมเตาหรืออ้อมีไทยอยู่อ้อมตรัมเตาอ้อโอเคต่อมาบาสัน if response dot status small below http status code dot okay okay bởi vì chụp cháy dương trâu tại return là ta enter dương trâu tại return json json convert dot user object t tục căn đi lại dương để đi khỏi hồi chẳng dương cho ta bán response dot content dot result nghe nó dot read string xong nó dot trên dot lisa lisa object for not to long object đi môi mouse score ok up score đã thông on ok tỏ mỏ ba sân chia ta dừng chạy ta lỡ mơ cả ba này ba sân chia việc khó kỳ nắng cứ vì ta tù tật này ba này ok cho những đại tiện nó cứ ba sân chia ta dừng chẳng chạy ở cả ba này dot status code small http code dot not form chẳng những return message mà màu vĩnh ok thì true new exception chẳng như như mà như như chào mà mẹ như chào và thay các bạn đấy đừng bao giờ get error message new true chào yeah if ok tỏ tiết ok cái này cứ dừng đã respond đã status code
HTTP code dot bad, you know, bad request. THU new exception. Request. Lớp đấy cái của bạn đấy đã request content dot dot read ok đã chân của bạn đấy rồi gần bây bạn đi xả nó tội máu dương ở sru chào tiền máu việc hai dương kẻ tâu vị ở đâu chào chẳng như bật thạch ở rửa ọ máu invalid you are ok bạn đang có bạn đấy rồi dùng phô hình đi thế á sử new object mới tiết ok đã định ở lơ đá mà chẳng về dương ảnh và thạch ở đâu chuẩn ảnh bàn ok chúng dùng mang object class mùi để dùng app youtube pra call để thả bàn ấy ok nhưng mà bật cần mùi dùng bàn mùi ấy ok nhóm cho token controller create controller mùi của bạn ấy à lâu ní dùng add controller mùi mà test controller ok 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 cái này dương class dương bật static dương ảnh hào từ rạch bàn ok dương tâm mơ và ếp ai bây giờ mình class mối class tác đây mình là tao bớ cứ đợt nèm chẳng dương của mọi bài chẳng dương copy class mối nâng bài mất dương create class test mối partial amici dot mình chúng bậc cao xử lý này ta sẽ nâng mối using MVC ở một đề nó thì mà nhú ok thì mà khóa API với dưỡng dot read object này list này test bật máy như đã vừa ở liền từ read ok phần đó à lâu dương mình toàn màn đã base vừa ở dương thế đã vừa ở dương mình hãy summarize bạn ran tới cứ dương miền ní bè ở dương ní muối giờ dương có ăn ram gì muốn ok
okay. Nè chương miền này mỗi những thời gian bài chưa ở dương bán po ca bị video muốn cứ dương bàn tài hành đi rồi hả giờ lâu nên chương miền dụ ở đi mồi mà cần đặt mà nè chẳng lẽ khó là anh dương còn đã dụ ở dương lại đi máu ok lâu nhưng rằng bình trực web API muốn ok hello web API dương chào hỏi ní tình này đại dương mạnh tàng nơi mê riêng muốn ta là nấy dương mà tàng lơ bởi trên càng crowd ở lâu dương hoàn toàn bàn hào bởi trên càng crowd nâu lại nà tê ok hello nhóm tư link dựa ở home index chào hỏi ná xâm lục vào nước cháo ok chưa ở đợt essence nó xin mọi kế index control lớn xin mua test nếu nhà chạy quạt chạy ở MVC cho mắc quạt quạt chạy ra hay call API hay mới tiết class btn btn default chẳng hả ok lỡ dương đi ba xin mời trần này ok thì mơ bây giờ tôi bàn tình này trên pvp API nó bất mẹ nó ok ok mà đò thì tàng này list ok dương mơ khởi ní a0 a2 a7 ok lâu dương tụ bản tình này trên vì web a và ai mẹn tạm dạ khá bẹp ní trong bố code khá là xe mình nhắn bộ nhẹ đẹp mơ còn mơ priel mơ mình cho bà ta mình toàn dùng nó đặt câu thằng ọt nó còn description rồi bỏ video ní hồi video cái còn có tiết nhầm vừa tiện tồn nâng cả phô huynh mà đồn dương thư thật kết bế dương ạ toàn khó phô hề ok dương nâng rạp biệt biệt phô tổ cán web API bên web API vào xe 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 cần phải tạo bè nà mùi ok và lần ní video ní cư dương phải chọc thầm nâng vì đường về nái vô vi admin à lộ địch tuổi ok nhận đây mình toàn màn mơ video cả và cả kết bế web API tổng mơ vinh bàn hơi nhận đền toàn mơ ca hào chủ mua chạy từ mơ bình bàn ok con đã được